Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Quý Bửu Thâm Niên Review. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục phần 3 của bộ anime Âm Dương Sư Mạnh Nhất Chuyển Sinh. Sau màn kiểm tra tư chất của các thí sinh, mọi người được đưa đến nơi làm bài thi lý thuyết. CIK rất tự tin với phần thi này, nhưng đây là trường học ma thuật, thế nên phần thi chính vẫn là thực hành. Sau một loạt thí sinh thể hiện bình thường, đến lượt Ifa tiến lên để làm bài thi. Nhờ sự hỗ trợ của các tinh linh, Ifa bắn ra một ma pháp lửa trung cấp khiến tất cả phải ngạc nhiên. Sau đó Ifa tiếp tục phần thi của mình bằng ma pháp gió. Cô tạo ra những mũi thương khổng lồ, liên tục đâm thủng phiến đá mục tiêu, rồi phá hủy nó một cách dễ dàng, khiến cho mọi người đều đứng hình. Còn CIK cũng khóc vì chứng kiến sức mạnh của đứa trẻ được mình dạy dỗ. Tiếp theo là đến lượt cậu thể hiện, dưới sự nghi ngờ của mọi người, CIK bắn ra một hỏa cầu màu xanh dương khiến mọi người rất bất ngờ. Tiếp theo cậu muốn sử dụng ma pháp hệ thổ, CIK dùng chú lực của mình truyền kim khí và thổ khí vào viên đá mục tiêu, khiến nó kết tinh và bị phá hủy từ bên trong. Chiêu thức này khiến cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đến người giám sát còn không hiểu cậu làm nó bằng cách nào. Tiếp theo cậu muốn thể hiện ra thủy thuật, lần này CIK dùng một con hình nhân bằng giấy để hỗ trợ. Sau khi cậu niệm thần chú, âm thủy chi tương, một dòng nước lớn bắn ra hướng đến mục tiêu. Ngay khi vừa chạm vào thì dòng nước lập tức đóng băng lại. Những thứ CIK thể hiện ra khiến cho mọi người phải há hốc mồm kinh ngạc. Sau khi đã hoàn thành bài thi cậu đến để kêu Ifa rời đi. Buổi chiều hôm đó, thầy giáo giám sát vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì chị gái tóc đỏ đi đến và hỏi mọi chuyện thế nào. Vị giám khảo nói rằng năm nay khiến cho mình rất bất ngờ, ngoài chuyện CIK không có ma lực nhưng có thể sử dụng các phép thuật ra, thì lần đầu tiên có một thí sinh có thể dùng tất cả các loại nguyên tố để phá vỡ các bia đá mục tiêu. Nghe thế chị gái kia cũng đoán ra đó là Ami. Rồi cô nói về chuyện khi quỷ vương có dấu hiệu thức tỉnh, thì anh hùng của nhân loại cũng sẽ xuất hiện. Đến ngày công bố kết quả, CIK xếp hạng thứ 3 trong tất cả mọi người. Ifa lúc này đang lo lắng mình không vượt qua bài kiểm tra, nhưng sau một hồi tìm kiếm cô vui mừng hét lên mình ở vị trí thứ 2. CIK không cam tâm lắm nhưng cũng đành chịu. Vị trí số 1 không ngoài dự đoán thuộc về Ami. Vài ngày sau hai người nhận được thư mời đi tham dự ngày chào mừng tân học viên. Lúc trên đường đi Ifa phát hiện ra nơi này xuất hiện rất nhiều hắc tinh linh. Khi đi theo hướng đó thì cả hai phát hiện ra một vòng tròn phép thuật. Dù không biết vòng phép này để làm gì nhưng CIK đã thả ra một vài con người giấy để theo dõi xung quanh. Sau khi vào bữa tiệc, lúc Ami đang lên bục phát biểu, ngoài cửa có một bầy quỷ tộc đầu trâu mặt ngựa xông vào. Các học viên mới lập tức sử dụng phép thuật để gãi ngứa cho chúng. Khi một học sinh sắp bị quỷ tộc tấn công thì Ami đã lao xuống ngăn cản chúng. Rồi cô nói mọi người không thể chiến đấu hay rời khỏi đây. Lúc này CIK kết nối đến những hình nhân mình thả ra lúc trước. Để quan sát xung quanh, cậu phát hiện ra nơi bọn quỷ đang được triệu hồi. CIK lập tức đến dặn dò Ifa, nếu mọi chuyện chuyển biến xấu hãy rời khỏi đây, còn mình có việc cần làm rồi rời đi ngay lập tức. CIK đã dịch chuyển đến gần nơi con quỷ đang triệu hồi quái vật. Sau khi đọc xong vài câu thơ mà sư phụ của mình ở kiếp trước từng đọc cho cậu nghe, CIK xuất hiện trước mặt con quái vật, nó triệu hồi ra 3 con quái vật rồi ra lệnh cho chúng tấn công cậu. CIK niệm chú lực vào 2 con hình nhân rồi phóng về hướng bọn chúng. 2 con quái vật bị hình nhân chạm vào liền bị nghiền nát. Con quái vật còn lại thì bị cậu mở cổng đưa xuống đáy xã hội, nhưng tên trùm không dễ giết như mấy tên được triệu hồi. Hắn ta liên tục ngăn cản những đòn tấn công của CIK, những con hình nhân của cậu bị hắn ta đốt trụi, rồi hắn mở cổng triệu hồi một thanh kiếm tấn công cậu. Những đòn tấn công của hắn ta rất chậm, nhưng khi cậu đang nghĩ như vậy, hắn ta đã sử dụng phép dịch chuyển ra phía sau cậu rồi tung đòn bất ngờ. Một cánh tay của CIK đã bị con quỷ chém rụng. Lúc này CIK mới hỏi con quỷ mục đích chúng tấn công học viện để làm gì. Con quỷ kể lại cho cậu truyền thuyết về quỷ vương và anh hùng cùng lúc sẽ xuất hiện, và hắn muốn đến đây để tìm kiếm đối tượng tiềm năng để trở thành anh hùng trong thời đại này, và giết chết kẻ đó khi hắn còn chưa phát triển. CIK cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi, khiến con quỷ cười lớn, rồi nói cho cậu đặc điểm của anh hùng này. Qua những mô tả, CIK thấy người đó rất giống Ami. Ngay khi cậu nói ra cái tên này, con quỷ cười lớn cảm ơn cậu, rồi sau đó chém bay đầu CIK. Lúc này hắn chuẩn bị lên đường đi tiêu diệt anh hùng. Hắn lại nghe những câu thơ CIK đọc lúc cậu mới đến vang lên, hắn quay lại nhìn thấy cậu đang đứng trên một thanh kiếm của mình, liền triệu hồi một thanh kiếm tấn công xuyên qua trán của CIK, nhưng thanh kiếm đó biến mất như chưa từng tồn tại. Sau đó CIK triệu hồi một dòng lũ tấn công con quái vật, rồi đoán rằng hắn sẽ dịch chuyển ra phía sau mình, cậu dễ dàng né tránh nó, sau đó triệu hồi ra một con chuồn sấm sét, một cột sét từ trên trời giáng xuống, nhưng khi CIK vừa đến để quan sát, thì hắn đã xuất hiện từ phía sau rồi đâm xuyên người cậu. Cậu chạm vào tay hắn và nói bắt được rồi, một vụ nổ lớn xảy ra ngay tại đó, còn CIK đã dịch chuyển ra một con hình nhân ở xa. Sau khi dạy con quỷ một số kiến thức về hóa học, cậu nói đã đến lúc kết thúc trận chiến này rồi. Cậu mở cửa linh giới triệu hồi ra Mizuchi,
một con rồng mà cậu đã từng thu phục ở kiếp trước của mình. Con quỷ nhìn thấy Mizuchi cũng không tin nổi, bởi sinh vật này ngay cả chúa quỷ cũng không thể ra lệnh được cho nó. Sau một lúc chống cự, tên quái vật lập tức nằm trong bụng của Mizuchi, nhưng khi Seika định triệu hồi nó trở lại thì con rồng không nghe lệnh, nó muốn tấn công Seika rồi bỏ chạy. Seika lập tức điều khiển rất nhiều hình nhân giấy để đuổi theo nó. Lúc nó định quay lại để tấn công cậu, Seika kịp thời mở ra cánh cửa đến linh giới, thành công nhốt con rồng lại. Lúc này Yuki mới chạy đến, Seika còn tưởng mình bỏ quên con cáo nhỏ này trong lúc dịch chuyển. Nhưng thật ra Yuki thấy mình không có tác dụng trong chiến đấu ở cấp độ cao, nên đã trốn đi để tránh làm vướng chân Seika. Sau đó Seika trở về, thì đã thấy Ami tiêu diệt được mấy con quái vật xông vào đây, thấy được tiềm năng của cô, cậu quyết định sẽ trở thành đồng đội, và biến cô trở thành người mạnh nhất trong mắt mọi người. Dù cậu có là người tiêu diệt quỷ vương thì người mạnh nhất vẫn phải là Ami. Phần 3 đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.